Thật ra là mẹ không có 500 triệu tiền bảo hiểm nào hết á. Ủa, là sao mẹ? Mẹ nói gì? Đúng thế đấy. Mẹ của hai em chỉ muốn được gần gũi và được các con chăm sóc những ngày cuối đời, cho nên mới phải làm như vậy. Chứ còn tiền tiết kiệm ấy thì đã cho con hết rồi. Mà hai em ấy đến giờ này vẫn chưa biết mẹ mình bị ung thư giai đoạn cuối hay sao? Có thiệt không mẹ? Mẹ ơi, sao mẹ không nói với con mẹ? Mẹ sợ, mẹ sợ hai đứa con lo lắng. Gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng. Con xin lỗi mẹ. Con cho con gánh cả đôi vai, thân còn lặng lội sớm mai vai cây. Mẹ già lá sắp xa cây, lờ đau lá rụng, tội này gánh sao.